Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 bỗng bị biến thành cục gạch ngay sau khi cập nhật lên Android 12. Vừa qua, Samsung đã tung ra bản cập nhật Android 12 dành cho Galaxy Z Flip 3 và Galaxy Z Fold 3, được đánh dấu là ổn định và sẽ phát hành trực tiếp cho người dùng cuối. Tuy nhiên, sau khi cập nhật phiên bản mới, một bộ phận người dùng Galaxy Z Flip 3 và Galaxy Z Fold 3 đã phản ánh rằng thiết bị của họ gặp rất nhiều lỗi cả về phần mềm và phần cứng. Có những trường hợp máy còn biến thành cục gạch. Cụ thể, người dùng ở Hàn Quốc cho biết máy của họ gặp rất nhiều vấn đề khi cập nhật, không thể khởi động được và phải mang đi bảo hành. Một số khác thì máy tự khởi động vào chế độ recovery hay khởi động được thì lại gặp lỗi màn hình nhấp nháy, máy bị lag, hiệu năng giảm, camera không dùng được và màn hình không thể kích hoạt tần số quét. Ngay sau khi nhận được phản hồi, Samsung đã ngừng phát hành bản cập nhật Android 12 dành cho Galaxy Z Flip 3 và Galaxy Z Fold 3 để tiến hành khắc phục sự cố. Hiện tại, bản cập nhật mới chỉ được phát hành cho người dùng tại Hàn Quốc. Nếu thiết bị của bạn nhận được bản cập nhật mới, hãy kiên nhẫn chờ đợi thông báo chính thức từ Samsung trước khi tiến hành cập nhật lên phiên bản mới nhất này nhé.